tăng tốc độ lên gấp đôi bằng việc định cư Canada diện tay nghề X3Entry. Xin chào các bạn, mình là Hòa Vân. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận chủ đề cách để tăng tốc độ lên gấp đôi bằng cái việc là định cư Canada diện tay nghề thông qua một chương trình, đó là X3Entry. Các bạn có biết rằng có một cách để tăng tốc độ định cư Canada lên gấp đôi không? Bình thường các bạn biết là các cái chương trình định cư Canada thời gian sẽ kéo dài từ 1 năm rưỡi, 2 năm, hoặc là các chương trình nhanh như là AIP có thể là 7 tháng tính từ khi mà đủ hồ sơ. Tuy nhiên thì hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu với các bạn một chương trình cực kỳ đặc biệt, đó là với cái lộ trình thời gian chỉ có 5 tháng thôi. Bạn có thể search kiểm tra lại cái điều này thông qua mình kiểm tra trên Google với cụm từ là Processing Time Canada, và trong trang của Liên bang Canada.ca đó, bạn check cái luồng là Economic Immigration với cái lựa chọn ở phía dưới, đó là Federal Skilled Worker Entry. Thì tại sao đây là một cái lộ trình, tại sao lại có thể nhanh như vậy? Thì nếu như so sánh với lại tất cả các cái chương trình định cư Canada hiện nay từ đầu tư diện tay nghề, thì Federal Skilled Worker X3Entry đang là nhanh nhất với thời gian chỉ có 5 tháng thôi. Và lý do tại sao là Canada lại có một cái luồng mà nó nhanh như vậy thì mình hiểu đơn giản là Canada ưu tiên cho những cái ứng viên mà có bằng cấp cao, có kinh nghiệm quản lý, có trình độ tiếng Anh cao. Họ thu hút nhân tài đến đất nước của họ, kể cả là bạn chưa có kinh nghiệm làm việc tại Canada, nhưng mình hiểu là những cái người mà nhân tài từ các nước khác thì Canada có một cái luồng riêng và thu hút những cái ứng viên này từ tất cả mọi nơi trên thế giới thông qua một cái luồng là X3Entry. Mình hiểu là cái luồng mà nhập cảnh nhanh để vào Canada. Với cái luồng định cư này thì thời gian tính từ lúc bạn nộp hồ sơ cho đến khi mà có kết quả cuối cùng nhận được thường trú nhân thì nó chỉ có 5 tháng thôi, nhanh ngang bằng với lại cái luồng CEC, tức là cái luồng mà bạn phải sang Canada làm việc và cũng nộp hồ sơ thông qua cái X3Entry, nhưng mà đấy là một cái luồng mà bạn phải sang Canada và làm việc tại đó rồi. Còn ở đây là một cái luồng từ bên ngoài Canada, bạn có tin được không? Từ bên ngoài Canada mà có một cái luồng mà dành riêng cho các ứng viên từ tất cả mọi nơi trên thế giới mà được nộp hồ sơ xin PR từ bên ngoài. Vậy thì cái ứng viên mà phù hợp nhất, tức là lý tưởng nhất cho cái chương trình này, đó là những ứng viên có điều kiện như thế nào? Thì Vân có thể kể, đó là đầu tiên, đó là bạn phải có kinh nghiệm quản lý cấp cao. Tại sao lại quản lý cấp cao? Bởi vì là nếu như bạn tính điểm CIS với các điều kiện về kinh nghiệm, tiếng Anh, bằng cấp, thì với các điều kiện phổ thông như là đa số các ứng viên có thể đáp ứng được, đó là bằng đại học này, IELTS ở mức 6 này, 5-6 này, và thứ ba là kinh nghiệm làm việc từ 1-3 năm hoặc là trên 3 năm, thì mức tuổi thì có thể là 30-40 tuổi. Thì với những cái điều kiện mà Vân vừa kể trên ấy, thì số lượng ứng viên rất là nhiều. Thì nếu như bạn nhận một cái job offer thì cái điểm cộng của bạn chỉ có 50 điểm thôi. Nhưng nếu như bạn là một quản lý cấp cao, ở cái vị trí cấp cao ở những công ty lớn, thì nếu như bạn nhận được một cái job offer tại Canada và cái vị trí đấy match với lại cái kinh nghiệm của bạn, thì bạn được cộng thêm 200 điểm. Với 200 điểm này được cộng vào hồ sơ, và thì là so với lại cái điểm mà sàn với lại các ứng viên khác thì gần như là bạn đã đủ điều kiện rồi. Cái phần mà kiểm tra check xem là cái điểm CS của bạn hiện tại là bao nhiêu, chưa cộng thêm cái điểm mà từ cái nút OO này vào thêm vào nữa, hay thêm 200 điểm này nữa, thì Vân có thể gửi cái link tính điểm CS cho bạn để bạn có thể kiểm tra. Còn một cái đối tượng thứ hai mà Vân thấy là rất là phù hợp với lại cái chương trình X3Entry này, đó là các anh chị mà nộp hồ sơ theo cái diện là Startup Visa, SUV. Thì nếu anh chị đã đủ điều kiện cho chương trình Startup Visa rồi, và chỉ có một cái yếu tố các anh chị lăn tăn nhất, đó là yếu tố thời gian. Bởi vì SUV thời gian bây giờ đang là 36 tháng, tức là thời gian nó gần là 3 năm, đó là 3 năm rồi, và cũng có thể là ở Việt Nam chờ PR. Thì cái đó là ưu thế của SUV. Nhưng mà nếu như bạn qualify cho SUV rồi và bảo cái điều mà bạn mong muốn là muốn nhanh, làm sao cho tôi có PR càng nhanh càng tốt để tôi
đưa các con của tôi sang Canada và học tập miễn phí tại Canada, thì đây là một lựa chọn, một cái chương trình rất là phù hợp đối với lại các anh chị nào muốn cái phương án là nhanh nhất. Và một cái ưu điểm nữa của chương trình đó là cái sự an toàn và chắc chắn, cái tính hiệu quả của chương trình. Đó là ngay từ lúc đầu, nếu như bạn đủ điều kiện, tức là bên Vân sẽ kiểm tra cái hồ sơ của bạn trước, thẩm định hồ sơ trước, xem là địa hồ sơ của bạn có đạt yêu cầu không. Thì nếu như bạn đủ yêu cầu và bạn nộp hồ sơ theo cái luồng Federal Skilled Worker Exchange Entry này, thì bạn sẽ được nộp và nhận PR ngay từ Việt Nam. Nếu như các cái chương trình định cư của tỉnh bang khác, hay là kể cả các chương trình của liên bang, thì hiện tại là đa số là bạn sẽ phải xin một cái work permit, nó là optional, tức là lựa chọn thôi. Nhưng đa số là bạn sẽ không, ở thời điểm hiện tại thì bạn khó có khả năng được nhận, khả năng xin PR từ Việt Nam. Nhưng với XMG là bạn sẽ được nộp và nhận PR từ Việt Nam. Do đó mà đây là một phương án an toàn, chắc chắn, đảm bảo hồ sơ của bạn và nhanh nhất. Thì đây là một cái hướng rất là, thực ra là không mới, chương trình thì nó cũ rồi, chương trình này có từ lâu rồi, nhưng mà để giúp cho bạn, cái hồ sơ của bạn có thể phù hợp với chương trình này, thì là có cách để làm để cho hồ sơ của bạn để đạt cái điều kiện của XMG được cộng thêm 200 điểm vào cái hồ sơ đó, và làm sao tính điểm của bạn để cho bạn có thể định cư Canada từ Việt Nam và nhận PR cho cả gia đình. Rồi, phần vừa rồi là Vân vừa trả lời các cái ý liên quan đến cái câu hỏi là cách định cư Canada nhanh nhất, có thể rút ngắn được thời gian lại gấp đôi, tăng tốc lên chỉ có 5 tháng thôi, giúp bạn định cư Canada cho cả gia đình. Ok, nếu như mà bạn thấy rằng là còn phần nào chưa rõ, hoặc là bạn muốn kiểm tra xem hồ sơ của mình có đủ điều kiện theo cái chương trình này nhanh nhất này không, thì hãy nộp hồ sơ ở cái phần thẩm định hồ sơ ở cái link Vân để dưới video này nhé. Rồi, hẹn gặp bạn ở video sau. Bye!